những ngày qua, vụ lùm xùm liên quan đến ca sĩ Phi Nhung đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bắt đầu bằng việc trong livestream ngày 5 tháng 6 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhắc đến một nhân vật có biệt danh là Phi Phi cô nương với nhiều tình tiết gây sốc, chưa rõ thực hư. Điều này khiến dư luận bàn tán xôn xao. Đến trưa 6 tháng 6 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết lần này cô quyết định nói rõ vì người hâm mộ của mình. Trong bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân, Phi Nhung khẳng định mình sống ngẩng cao đầu và cách giải quyết của Phi Nhung là chỉ tin những gì có thể đối chất trực tiếp. Cô cũng thẳng thắn nói về việc làm từ thiện, chuyện con cái, mối quan hệ với nghệ sĩ Hoài Linh và nghi vấn là chúng quấy thao túng mọi việc. Đến tối cùng ngày, ca sĩ Phi Nhung lại tiếp tục gây chú ý khi tự quay một đoạn clip hát tặng bà Phương Hằng trên trang cá nhân, kèm theo lời nhắn gửi. Bài hát này em hát từ trái tim của em, có dở hay cũng đừng chê em nha. Lần này chê em là em buồn chị thật, chúc chị và anh Dũng và các fan của chị buổi tối vui vẻ ạ. Trong đoạn clip, Phi Nhung còn bày tỏ sự mến mộ, đồng cảm của cô đối với doanh nhân Phương Hằng. Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó khi cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền những đoạn bình luận qua lại được cho giữa tài khoản có tích danh của ca sĩ Duy Mạnh và người hâm mộ. Trong đó có những đoạn tiết lộ ca sĩ Phi Nhung từng gọi điện nhớ nam ca sĩ lên mạng xã hội bật lại bà Phương Hằng nhưng anh không đồng ý. Trong khi đó trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung cho biết cô chỉ là người bình thường, làm sao có khả năng điều khiển người khác. Cô nói, tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi không nhớ anh Duy Mạnh làm những chuyện như thế. Điều đó là sai sự thật, tội cho tôi lắm. Điều duy nhất mà tôi thấy lúc này là sự mệt mỏi. Dù cố gắng không nghĩ đến, nhưng nói thật, nhiều ý kiến nhắm vào tôi mang tính sát thương ghê gớm. Tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên để làm tốt công việc của mình. Đến tối cùng ngày, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có bài đăng trên trang cá nhân với nội dung muốn chấm dứt ồn ào này. Anh viết, thôi nhé, trợ lý của Phi Nhung điện thoại cho tớ rồi. Tớ không muốn nói thêm gì nữa, các cậu làm gì thì làm. Tớ không quan tâm nữa đâu, tất cả bỏ qua hết đi, tập trung mà chống Covid. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Duy Mạnh lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng và tiếp tục gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc, vậy có hay không việc Phi Nhung gọi điện nhờ Duy Mạnh bật lại bà Phương Hằng? Trong những lời bình luận qua lại dưới bài đăng, ca sĩ Duy Mạnh chỉ nói rằng anh không muốn dìm bất cứ ai, nhất là khi họ đã mệt mỏi. Anh viết, tốt nhất nên tha thứ và bỏ qua tất cả là tốt nhất.